Hiện tại thì anh em nào có nhu cầu mua Robert giá rẻ uy tín nhanh chóng thì hãy ghé robertviet.com nhé. Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn back. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục với tựa game Shinobi Blade 2 nhé anh em. Thì cũng đã review khá là nhiều cái Genkai sức mạnh cho anh em coi rồi. Thì hôm nay mình sẽ chuyển qua mình review một cái chiêu Rasengan mới nhé anh em. Đó là cái chiêu Odama Rasengan và Super Odama Rasengan nhé anh em. Thì cái Odama Rasengan thường á thì tỷ lệ nó rất là thấp nên lượm rất là dễ, chỉ có Super Odama Rasengan á thì nhặt nó hơi khó một tí. Thì anh em có thể coi ở đầu video á, thì mình đã lúc mà mình lượm được mình đã có quay lại cho anh em coi á, thì nó nằm ở bên phần rừng chết nhé anh em. Thì mình không nhớ phần trăm rõ ràng nó là bao nhiêu, không nhớ là 1/30 hay là 1/35 gì đó, nhưng mà mình nhớ tỷ lệ nó cũng khá là cao, không nhớ rõ nè. Cái con quái này từ từ để cho tao gồng chiêu tao chào cái này, khó chịu thì chứ. Cái Odama Rasengan thường á thì anh em nó có chút xíu à, nó cũng không có khá, nó không có gì gọi là nổi trội hết á, nó chỉ to hơn bình thường một xíu, đam thì cũng khá là bé. Để mình xài thử một thử nha anh em. Không thấy đam anh em à, chuẩn phát thì nó chết luôn, mình không thấy được đam. Cái Odama Rasengan thường thì nó đơn giản như vậy anh em à, nhưng mà cái Super Odama Rasengan thì nó lại là một tầm cao mới rồi nhé anh em, gọi là phải gọi là siêu to khổng lồ luôn á. Đam thì anh em nghĩ đi, bao nhiêu giờ cho anh em đoán á, cái Super Odama Rasengan là bao nhiêu? 50k hả? Sai rồi nhé anh em, gần 60k nhé, không có 50k đâu nhé anh em. Đây bây giờ mình sẽ xài cho mọi người coi siêu to khổng lồ mà. Đó, 53k máu. Tại vì mình không có gồng cái trạng thái khác lên nữa. Bình thường mình vô ải thập vĩ mình chuẩn một phát là 60 mấy k máu đấy. Có thể là ải thập, trong cái ải thập vĩ đó là boss nó có thể là thấp mình gồng con mắt này lên luôn. Đó, coi thử mình chuẩn lại có bao nhiêu máu nha mọi người, chuẩn lại cho nó bao nhiêu máu nhé. Ui trời, bị chết luôn. Sao lấy bầu đây, cái Odama Rasengan thường này. Ui quá yếu vậy, không thấy được máu anh em à, quá yếu quá, nó chuẩn phải chết rồi. Lấy lại xíu tiếp. Anh em coi phim thì biết rồi, Rasengan to nữa và Rasengan siêu to khổng lồ, xong rồi Rasen Shuriken, nhiều loại lắm anh em ạ. Đúng là chiêu thức của nàng áo anh em ạ. Ôi không tới tầm anh em ạ. Đó, chuẩn phát là chết hết, nó có hiệu ứng nổ lớn ghê ha. Đó, mấy cái đó là mấy cái
chiêu thức mà để đi đánh nhau ok luôn á anh em ạ. À. Những chiêu thức có thể lật cái bàn đèn á. Chở một phát thì thôi đừng hỏi. Mấy cái chiêu Rasengan này toàn trên 50k máu thôi nha. Cái này không biết bao nhiêu k máu, nó chở phát chết luôn rồi. Mình nghĩ chắc là cũng phải tài 50k máu ấy, mất đâu. Chở phát một phát chết là anh em biết rồi. Còn cái của Boruto thì mình cũng đã review cho anh em coi rồi. Nó còn bá đạo hơn nữa. Tuy là nó nổ không có lên, nó không có nổ lớn. Nhà em biết rồi đó. Đúng là gia đình 61k máu anh em thấy chưa? Cái Rasengan của Boruto kinh dị hơn của Naruto nữa. Đúng là được búp anh em ạ. À. Sao không cái này không thấy chuẩn ra bao nhiêu máu ta? Mình thấy con quái hình như là 38k máu mà nó chuẩn một phát chết là ít nhất là nó phải trên 40k. Đúng không mọi người? Nó nổ mất thêm 10k máu nữa là 60 mấy k đấy. Đừng có đùa anh em ạ. À. Nhưng mà nó tốn điểm tím kinh dị luôn ấy. Đúng là tiền nào của đó mọi người ơi. Hết rồi thì set phát nha. Cái mình nhớ cái Super Marasajan mình tìm 3 ngày mới có đấy. Phải dễ đâu. Hình như là xuất hiện ở nhớ cũng như là 2:45 thì phải đúng rồi. 2:45. Cái gì nó cũng phải có cái giá trị của nó anh em ạ. À. Tỷ lệ nó cao thì đương nhiên đau nó sẽ to thôi. Tỷ lệ nó cao thì đau đương nhiên nó sẽ to rồi. Điều đó là tất yếu. Ồ quái ngày nay nhiều dữ vậy. Đánh phát nha. Đánh cái chiêu này phát nha. Ui. Rồi mình hiểu rồi anh em ạ. À. Phải trên 50k máu. Tại vì đó là không phải quái của mình nhận. Quái của người khác nhận. Quái của người khác nhận mà chỗ phát nó chết như thế thì anh em biết rồi. Kinh dị thật sự. Đúng là Rasen siêu to khổng lồ. Còn của Boruto thì nó bình thường à. Đây mình không nói về vấn đề của Boruto nhé anh em. Mình chỉ nói về mấy cái Rasen Shuriken thôi. Đây anh em này. Không có chiều nào mà ít máu hết anh em ơi. Không có chiều nào mà gọi là ít máu hết á. Đó 61k luôn. Thật là giả mang con ngang. Mình thích nhất là mấy cái chiêu trò trọi vậy mọi người. Và bây giờ hình như game này nó đã được tối ưu trên điện thoại rồi. Mọi người xài, mọi người chơi điện thoại thì có thời gian cài cuốc hơn rất là nhiều. Có thể auto lit cả ngày để cà răng. Game này thì nó cho xài phần mềm auto lit nhé anh em. Nên auto lit thoải mái không sao đâu. Tại vì game treo mà. Đây là game treo mà. Không có ai cấm mình xài auto lit cả. Rasengan siêu to không còn. Đó, nó chủ nó nổ rồi nữa kìa. Đó, cái này đúng, cái này là quái tàu nè anh em. Cái này là quái tàu nè. Quái của người khác nhận mà. Đánh cái nó không chết rồi anh em thấy chưa. Đó. Cùng vậy thôi nha, đi nha. Đi qua chỗ quái của tôi. Ồ, quái mình nằm chỗ nào luôn. Ồ, quái mình nằm chỗ này luôn anh em à. Chạy lộn xộn sao ngầu hết. Nhỏ thì cũng có vỏ mà to thì cũng có vỏ. Cái nào cũng xịn sò hết anh em à. 798 rồi. Game này thì anh em từ cấp 800 mà lên 1000 á thì nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà từ 700 mà lên 800 á nó là cả một vấn đề luôn á anh em à. Mỗi một nhiệm vụ nó chỉ lên một cấp thôi. Nhưng mà khi anh em lên cấp 700 thì mỗi một nhiệm vụ nó lên 3 cấp. Cài rất là ngon lành luôn. Nên 800 lên 1000 thì rất là dễ dàng. Bây giờ hiện tại thì đang ở trong party của vài đứa fan. Nó vô nó thấy mình đang làm clip thôi. Nó thấy mình kêu qua đây kéo nó một tí. Ok thì mình kéo một tí thôi. Không có gì, không có vấn đề gì cả. Thường thoải mái anh em ạ. À. Hồi xưa cũng có người giúp mình thì bây giờ mình mạnh lên một tí thì mình giúp lại người ta, chuyện đó là bình thường. Mình
thức hết nhất là cái chiêu này nè anh em. 60 mấy k máu mà trời ơi, nổ còn to nữa. Đúng là gia đình đa ngáo có khé anh em ạ. À, chiêu nào cũng xịn sò hết. Đúng rồi, còn một chiêu nữa, còn một chiêu cũng khá là xịn sò của gia đình đa ngáo luôn. Mình sẽ xài luôn cho anh em coi. Rồi, sub giúp xô. Đây, cái Queen Knight của đệ tứ nhé anh em. Queen Knight của đệ tứ. Chiêu hức Queen Knight đệ tứ. Đó, bây giờ sẽ coi bao nhiêu máu nha. 48k, cũng đâu đó 50k rồi, anh em thấy chưa? Đúng là gia đình đa ngáo có khác. Cái nào cũng siêu to khổng lồ hết mọi người ơi. Chiêu hức mà thì bây giờ mình biết hiện tại mọi người gồng chiêu lên có thể đạt tới ngưỡng gần 500k máu rồi. Nếu mà đập full máu là có thể đến ngưỡng 500k, 600k máu. Nhưng mà đối với một chiêu hức mà ra tầm khoảng 50 mấy k, 60 mấy k máu vậy là quá easy, quá ngon luôn rồi. Không cần phải... Đó anh em thấy không? Nó chọi cái 61.000, 61k máu. Rồi, mình lên 800 luôn rồi anh em ơi. Quá là easy, ngon lành luôn. Đúng là Rasenja siêu to khổng lồ. Bùm. Chết hello. Bây giờ thì chỉ chờ đi hăng hợp phỉ thôi anh em ạ. À, hợp phỉ bây giờ nó fit rồi, 130. Hy vọng chiều nay có thể team mình có thể tìm ra. Thì mình thì chưa có ai có luôn. Chắc là chưa có ai có luôn đó anh em ạ. À, nãy giờ thì review cũng khá là nhiều cho anh em coi rồi. Video này mình nghĩ chắc mình sẽ kết thúc tại đây luôn anh em ạ. À, video này mình đã review được hai cái super. Một cái là super Odama, một cái là Odama Rasengan thường. Chứ mình cũng đã lại cho anh em xem cái chiêu của Queen Knight của đệ tứ luôn, cũng khá là ngon lành đó. Anh em nào chăm chỉ tìm kiếm thì chắc chắn là sẽ được thôi. Nó cũng bây giờ nó cũng dễ ra hơn lúc trước rồi. Lúc mình mới chơi thì mình tìm rất là khó luôn. Thôi, video này mình nghĩ mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Anh em thấy video này như thế nào hãy để bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian để xem video mình nha. Hẹn anh em những video sau. Bye bye.